It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ngày mai là mình thi học kỳ rồi, nên mình sẽ phải dậy sớm trước 3 tiếng. Ok, giờ mình sẽ chỉnh giờ để dậy sớm trước 3 tiếng. Ok, được rồi. Giờ bắt đầu thôi. Ngày mai. Hôm nay là mình sẽ đi học kỳ rồi. Nhưng mà giờ thi thốn gì nữa. Hôm qua anh chỉnh lại đồng hồ cho ỉ rồi. Không phải giờ phải chỉnh đúng giờ đi học. Ok đấy. Ok, giờ mình đi xuống ăn. Rồi. Bây giờ còn uống nữa. Hết giờ thi bây giờ. Yên tâm, con đã sắp xếp sẵn sàng hết rồi. Tính toán gì? Có phải là tính toán dậy trước 3 tiếng đúng không? Yên tâm, con đã sắp xếp cả rồi, không muộn giờ học đâu. Hôm qua anh thấy ỉn chỉnh trước 3 tiếng nên là anh đã chỉnh lại đồng hồ rồi. Trời ơi.